Hello mấy bà gò layer nhé. Quá tài, một năm qua rồi, hy vọng là mấy ông chưa có quên giọng của tôi ha. Hồi lúc mà tôi ớp á, là trên server chính thức nó còn chưa ra cái con Singularity nữa, mà bây giờ coi nó ra đâu quá tài kêu lo rồi. Vì con Xenomorph nè, rồi cái con gì Chucky nè, và cái con mới nhất là cái con này nè anh em, con này là The Unknown, là cái con gì người ta cũng không biết nó là cái con gì nữa. Đây, cái tạo hình của nó cái quặt quẹo ghê không, nó cái bụng 8 lớp mỡ xa, nụ cười mà tát quát tới mang tai Israel. Cái kỹ năng đặc biệt của con này á, là nó cũng kiểu như bắn ra cái viên đạn như cái súng phóng lựu vậy đó, và khi cái viên đạn này nó gặp cái bề mặt á, thì nó sẽ phát nổ, và survivor trong cái tầm mà phát nổ của cái viên đạn đó sẽ bị hiệu ứng gọi là weaken, tức là bị giống như bị ám ảnh tâm lý á, và khi bị dính một đòn lần thứ hai nữa thì survivor mới dính sát thương. Nó khá là rườm rà, nhưng mà nếu mà biết sử dụng đúng á, mấy ông sẽ có những cái phát bắn phải nói rất là ảo diệu luôn. Và cái kỹ năng thứ hai của cái con này là kỹ năng teleport. Trong quá trình chơi thì cái con này nó sẽ tự động đặt cái xác của nó ở trên map, và mình có thể teleport lại cái xác đó gần như tức thời luôn á. Kỹ năng này rất là ngon nha mấy ông, tôi đánh giá kỹ năng này còn ngon hơn cái kỹ năng mà súng phóng lựu nữa đó. Giải thích thì có thể khá là khó hiểu, nhưng mà vô gameplay thì mấy ông sẽ hiểu ngay thôi à. Rồi, bây giờ nói tới bộ build nha. Ok, đây là bộ build mà tôi sử dụng. Hết thứ nhất đó là Barbecue and Chili. Khi mà treo một survivor thì aura của tất cả những survivor mà cách cái mốc 40m sẽ hiện lên cho tôi thấy trong 5 giây. Perk thứ hai là cái perk đọc aura mà tôi rất là thích luôn, đó là Nowhere to Hide của con Deny nè. Khi mà đạp một cái mái á, thì aura của tất cả những survivor mà cách 24 mét xung quanh cái mái đó sẽ hiện lên trong vòng 5 giây. Perk thứ ba quá nổi tiếng rồi, Pain Resonance. Khi mà treo survivor lên một cái móc trắng thì một cái mái mà được sửa nhiều nhất sẽ phát nổ và tuột 25% tiến trình sửa. Và lưu ý là chỉ có 4 tốc canh cho mỗi survivor riêng biệt mà mấy ông treo thôi nha. Và perk thứ ba là Pop Go Weasel. Khi mà đạp một cái mái á, thì cái mái đó sẽ tuột tới 30% tiến trình sửa luôn mấy ông. Cái perk này hồi trước tôi nhớ là hình như còn có 20 hả, không biết sao giờ được bấp lên tới 30% tiến trình sửa luôn. Rồi, đó là perk, còn đây là add-on. Cái add-on này á, Blurry Photo, là khi mà chúng ta teleport lại cái xác á, chúng ta sẽ khôi phục lại cái tốc độ di chuyển bình thường nhanh hơn 50%. Perk thứ hai, không, cái add-on thứ hai là Victim Map. Khi mà survivor nó nhìn về phía mình á, để nó hóa giải cái hiệu ứng weaken á, thì sẽ trigger cái killer instinct, tức là cái tiếng tim bập bập á, để cho mình biết cái vị trí của survivor đó. Còn offering thì thôi, có nhiêu đốt đại nhiêu đi. Rồi, giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu vô trận nha. Let's go. Trời ơi, dòm cái con killer, tôi muốn đau lưng giùm nó. Cái gì đâu mà nó quặt quẹo dữ thằng vậy à. Rồi, chúng ta đang ở map của thằng cao bồi nha. Cái map này không phải nó random đâu, nãy tôi thấy đứa nào đốt đó. Gì vậy? Trời ơi, nhảy tủ luôn, có đề mà, có đề mà đó. Mới đầu game mà dụ tôi dí nhà chính, trời tôi đâu điên mày. Mới đầu game tự chui đầu vô nhà chính dí, trời ơi, bạn quá coi thường chứ thông minh killer. Thấy chưa, mò ra đang phát là được hit là dễ rồi. Con da đen chơi kiểu đó nó không mang head on, tên tôi giết ngược á. Hơn tưởng hụt nó bắt đầu nó nhây ở nha, nó quay bòn bòn rồi đó. Là phát nhỏ nhảy dựng chứ không chơi. Thấy chưa, tôi đã nói mấy ông kỹ năng tay le này rất là ngon luôn. Sao phải lời nó chỉ kịp nghe tiếng chú phát là cái xác nát nó liền.
Ây da, mình phải xa chút nha. Ai đấy? Trời ơi, còn chịu nổi hai thằng đàn ông nó núp lùm núp bụi gì trong đây nè mấy ông ơi. Chạy đâu cho thoát. Rồi chết rồi. Không biết tại sao mà nó đứng nó do dự ở cái góc đó không? Tại vì nó thấy cái xác của tôi đặt ở đó, nó tưởng tôi sẽ te le lại như hồi nãy. Trời ơi, nó te le ăn cúng nhỏ hết hồn tới giờ. Rồi tôi phải, bắt đầu phải con killer này rồi nghe. Nó nghe cái tiếng máy sửa gần xong nó ứa gan vậy đó. Stop lẹ. Nó nói cha ai này lì ghê luôn. Chả sửa máy bỏ tôi lùa qua đây tiếp tục sửa nữa. Nó sửa máy như chưa từng được sửa luôn quý vị. Ủa đâu vậy? Ê chết cha, sao mà chả biết tôi tay leo qua đây vậy? Sao tự nhiên nó thông minh đột xuất vậy trời? À hả? Thì ra thằng chả núp lùm đợi tôi ở đây. Xin chó. Ủa sao tôi bắn nó hai lần mà chưa chết vậy? What the hell? Ôi chết rồi. Trời hồn bãi nồi, nó quay lại nó nhắn e mấy ông. Chẳng lẽ cái pha đó là... Thì sao nè? Rồi sao vậy nè? Công sức đuổi của tôi nãy giờ. À. Trời lại tôi á, chả còn ở lại cái chỗ này. Còn cái con bánh bèo này. Định lại đội tôi đèn pin lần hai á. Trời, lần một là tôi muốn lặt lè lặt lội, nó tiếp tục vớt lần hai mấy không. Cho hai đứa đó chạy đi. Trời ơi, con nhỏ đó nó ác nhân thất đức với killer ghê trời. Trời, mày trốn đây đúng không? Ủa? Kỳ vậy? Nữa hả? Trời đất ơi, mà vô chơi killer mà sao nó bung ly ức hiếp quá vậy trời. Dạ, nãy mới quay lưng ăn cái head on là nó cứu ông ai mất biệt. Giờ còn có con này à. Khó, khó. Tôi ham cái xài cái súng quá. Nhưng mà ở cái miếng dán này là có tích mấy ông biết không? Đó, thấy chưa, cái tầm nổ viên đạn rất là động. Trời ơi, bị liệt. Tình không có định chém mà thấy nó phóng cái tôi chém luôn á. Rồi giờ mày chịu chết chứ, nãy giờ phóng rườm rà quá đi à. À cái áo xanh lá chuối sao quen thuộc ghê ta. Nè nè, giờ tới lượt mày nè. Thấy chưa, tôi hiền lành friendly killer, nó không kẹo. Nó cứ bắt nó phải bạo lực thú tánh. Rồi mới treo con siêu là thấy hai thằng cha kia buông lái chạy liền mấy không. Tình cảm đồng đội thấm thiết mới tới giờ muốn rớt nước mắt kìa. Đảm bảo là cái treo con này xong là nó cứu con siêu tới nơi đó. Thấy chưa, nói méo sai. Khoan khoan cái đã, nãy tôi thấy hai thằng cha kia là chụm đắp bộ bên cái máy này nè. Tôi qua đây xét. Ủa cũng chưa nhiêu nhờ. Ồ, thấy lão. Phà móc, phà móc, phà móc. Ủa sao vậy? Sao không farm nữa? Why? Đó, nửa tới nữa đó. Ôi, tôi nói con đó vừa được cứu móc chân chạm đất lại chạy lại sân si tôi thiết với ông. À, sao nó khao khát cây đèn pin dữ vậy? Bù đội đèn pin chạy cây bi ai gì? Ủa sao lên aura te le qua không có ai bay? À. Chạy lộn đường hả đi. Vừa. Còn lần nữa là tao tịch thu cây đèn pin của mày á mày. Camber là nghề của chàng. Đâu rồi? Trời, nó cứu không nể mặt kêu lơ lơ.
Dạ. Ăn hiếp tao đang cười hả hả, nó giọng mi gián thần phát rớt cái đằng cửa vậy hả. Ôi số con này nó hay quá vậy trời. Chú. Ủa nó không chạy ra đây. Ôi con như đón trước ý nghĩ tôi luôn á. Thôi kệ đi, treo thằng này móc chết. Giờ là tới lượt của muội muội nè. Cái gì nữa vậy? Thì sao nè. Trời ơi, nó bully thấy ghê luôn mấy ông ơi. Trong khi nãy giờ tôi có làm gì đâu mà bắn vậy cũng hụt nữa. Nhiều lúc tôi phải bất ngờ vì độ chơi dở của mình á. Hai. Giờ còn hai con này chơi nhà chính. Trời ơi má, Wushu. Wushu nhập. Treo cái này. Mà tôi không ngờ pha đó dính được mấy ông. Mà pha đó phải có năng khiếu lắm mới mà dính được á nghe. Từ nay hay gọi tôi là bé Ano Việt Nam. Đây rồi, hèn gì nãy giờ cứ nghe tiếng nó đơn đơn kế bên tai mà không thấy ở đâu. Cái hiệu ứng mà tím tím này nó rất là dễ thấy à. Măng mà dính đó là khó trốn lắm á. Tôi nói với survival cuối cùng thì tôi thường cho hầm á. Nhưng mà với con này là còn phê á. Trời, nghĩ sao vậy, vô bully người ta 7799 cách rồi cái biểu người ta cho hầm. Con này tôi chưa giọng cái đèn điện vô mông đó là máy. Ở chứ tôi chơi mấy đứa bully tôi phái hơn chơi mấy đứa sửa máy. Chơi mấy đứa bully vui hơn nhiều. Rồi còn trận này thì chúng ta đang ở cái map mà gọi là xấu nhất game nha quý vị. Nó vừa xấu mà nó vừa có cái màu đỏ rất là chóe con mắt luôn. Chóe con mắt tới nỗi tôi bắn pha đúng mù mắt không rồi. Nhỏ đó chắc đang cười hố hố. Trời, chơi dở, hình như chơi dở nó nguyên đợt vậy á mấy ông. Quá, cha già này mới chém phát rớt miếng dán thần luôn à. Bình tĩnh không già ơi, chưa mà. Ủa rồi chả mất tiêu luôn, what the hell. Trời ơi, cái map này nó đỏ quét như vậy, nó làm mờ cái dấu chân ấy. Lại trời lại Phật à. Thằng killer đã ngáo, gặp con survivor nó còn ngáo gấp đôi. Cảm tạ ông già, cảm tạ ông già. Ông mà không tự nhảy xuống tôi bấm độn cũng không biết ông ở trở nữa. Ông ở trên lầu mà ông im re luôn mấy ông. Thường ông già là ông ho, ông lên đồ lớn dữ dằn lắm. Dạ, trời ơi, mấy phát bắn từ xa phải nói nó khó quá vậy. Nó căng cái độ nhiễu từ trốn cục kính đó nha, trốn cục kính á, chấm này rồi đó. How the hell, từ khi vô cái map này tôi mù mắt luôn mấy ông, thì bắn gì hụt chót hết chứ. À nó ở lại đây là tôi me tôi bắn thêm phát nữa được. Chết cha. Ui không phải con già rồi. Trời ơi sao cứ treo tẻ tẻ ra không vậy trời. Không có nhu cầu làm friendly killer. Đang kiếm ông già để tơ nồ chứ chớ lẹ. Mày nẻ hả mày. Ui gì nhảy xuống bị văng ra xa thêm thước 8 vậy. Ủa sao chạy ngược vô đây. Mày chạy vô. Trời mà hên nó tự nhảy ra chứ tôi cũng không biết là vô cái tủ nào. Cái trường hợp này mà mấy ông mở lộn tủ một phát ha, nó nhân cơ hội nó nhảy khỏi cái tủ còn lại là chạy xa thêm cả tấn khoảng cách nữa, dí khùng luôn không chơi. Ui không được rồi, cái tường này nó dày quá. Yêu double back chơi tôi cũng nghĩ nó sẽ không có dính đâu. Cái tường này nó dài, nó có cả tấn thời gian để nó phản ứng lại.
Cái gì vậy nè? Trời đất ơi, hai miếng dán ngon mà nó sát rạc nhau như vậy, cái gì ứa gan chịu nổi. Kiểu nhỏ thấy chơi cũng thường mà thì gặp nhiều khu ngon quá. Ủa các em xa. Trời ơi, chém hụt pha đó cái chết tôi luôn rồi mẹ ông ơi. Ok, trời ơi, dí xong con này muốn đi đẻ luôn. Tôi sợ nó nhón e mấy không, nên tôi đi rất là sát nữa, mà đi sát kiểu vậy là dễ bị 360. Cướp hà. Ủa à, để bị thương trên thự thự vậy, ngồi sửa máy kế bên cái xác. Nó coi cái khả năng te le bọt của tôi không được kg nào luôn á. Trong khi cái kỹ năng te le là tôi thấy nó còn ngon hơn cái kỹ năng cái súng nữa. Cái súng nhiều lúc thấy nó tù ghê, đợi phải bắn 3 hit. Trời, rút lại là nói cái súng ngon vãi nồi á. Hát não. Ủa đâu rồi? Ủa gì vậy? Ủa? Trời ơi, đứng hắc não thôi nó lợi dụng luôn, nó chạy tới Cà Mau xa đét luôn quý vị. Ủa sao tôi coi người ta hắc não kiểu đó là Survivor, nó tưởng mình đi vô trong, nó chạy ngược lại phía mình mà. Em coi trên TV thấy nó dễ lắm quý vị. Sao lúc làm thiệt fail sắp mặt đây nè. Yes boy. Trời ơi, sao cái dáng này kỹ năng nó trời sục dữ thần vậy à. Mới giây trước tôi còn là gà công nghiệp, mà vậy sao tôi đã trở thành best Anno Việt Nam. Giỡn thôi chứ tôi mới tập chơi con này mà, đương nhiên kỹ năng là nó không có ổn định rồi mấy không. Nhưng mà phải có lúc chơi dở như vậy rồi mới chơi hay được đúng không? Bởi người ta nói là có công mài sắt có ngày nên xà beng là vậy đó. Ủa không có đứa nào. À, xuất sắc nha. Thì là mấy lần mà tôi lại cái nhà nhỏ chắc không thấy đứa nào là tại vì nó xuống hầm nó trốn. À, ác đạn thấy ghê, hết con nhỏ kia nấp bụi tới con này nấp hầm. Còn trò gì nữa không làm hết thì mấy biết. Ủa gì vậy? Em tới từ hướng này cơ mà. Quả tài tè le bùm bùm chiếu chiếu, cái con này hết phân biệt được phương hướng rồi quý vị. Chú! Mày hả mày? Cái màu này là muốn nhây nè. Má nhào vô, bần tăng chưa biết ngán ai bao giờ. Nó rớt miếng dán hay không nó cũng chắc. Ác ta. Đây là cái hậu quả mà nó nhận được khi mà dám coi thường sức mạnh của bé Unknown Việt Nam. Cái chỗ đó tôi không tay le tôi cũng hốt nó được nữa. Nhưng mà tay le thì mới thấy là gì, hai level đúng không? Rồi mày nấp ở đây chứ gì. Ủa? Trời Phật ơi, nó nhấn double U ông nội. Làm tôi tưởng nó nhây ở cái nhà nhỏ, tôi rình rình ở trỏng, ai ngờ dòm ra thấy nó chạy tuốt ở ngoài đây rồi nè. Kiểu SOS. Trời coi nó chạy như chưa từng được chạy luôn. Trời ơi, ai nãy giờ ai làm gì bạn, ai bứt cộng lông giò giống chân gì của bạn mà bạn chạy kiểu như vậy. Ý trời là coi. Không sao không sao, nhưng mà tay le vậy cũng bắt được khoảng cách với nó rồi. Trời ơi, thằng này đầu game nó chơi bình thường, cái cuối game nó thằng double U chúa ông nội ơi. Nó tính chạy luôn nữa kìa. Mày nằm đỏ chu cái đít lên đi, giờ tao quạt xử chỗ này cái đã. Mén này nãy giờ. Thấy chưa,
Hồi mà cái lần mà tôi bắt bài con này ở cái hầm là tôi biết nó chơi sờ tay trốn rồi. Lần này là tao cho mày trốn phía bên kia thế giới luôn đi. Trời ơi, cái trận gì hết gặp đất bụi tới gặp đất bù diêu chúa không vậy? Đã chạy nằm 5 giây trời chiếu. So với cái team này là tôi phái team hồi nãy hơn. Team này thấy có mỗi con Rebecca là chạy ok. Rồi, trận này thì chúng ta đang ở gì? Shelterwood nha mấy ông. Trời ơi, cái màu xanh này đúng là cứu rỗi con mắt tôi ạ. Cái map màu đỏ đó nhìn lâu mỏi mắt ghê. Ủa? Trời Phật ơi, thôi đi về luôn chứ chơi bời gì nữa. No, đừng sửa máy của tôi. Tay le nè, tay le nè. À, bất ngờ quá hả? Tôi muốn hốt con đó luôn á. Mày đứng không biến hả mày? Bắn nó luôn. Trời, bắn chơi ăn thiệt. Ê, ông Survivor này là diễn viên nè. Ông Nicolas Cage này là nổi tiếng ở Hollywood lắm á. Nhưng mà Hollywood hay là Holly dài, Holly Z gì vô đây ai cũng như ai thôi vậy. Trong tầm chém killer thì chúng sinh bình đẳng, thế. Trời ơi, xem không thấy hả? What the fuck, cái gì mà hai đứa cũng bị giật lùi vậy? Quá trời quá đất, server mấy bữa nay nó giật hơn cái sàn Vina House nữa quý vị. Mày hả mày, không sợ miếng dán phò nữa đâu. Ủa? Chết cha, con này nó chạy nó quýu quá rồi mấy ông ơi. Chạy quýu dò quá rồi. Có đâu, bình tĩnh. Có thể nó dòm cái nhan sắc lộng lẫy của con killer này, nó bình tĩnh không nổi. Turn to Linh ta. Phải đóng vai ác thôi. Ui, con này không có up rồi thì cọt luôn mà. Body block cho cha diễn viên. Mày fan giả đúng không? Có vụ gì nữa đây? Tên cha này bị lát nữa. Rồi bá. Ủa? Ủa sao cha này expose luôn vậy? Ủa, tôi đâu có mang cái phớt nào mà làm expose survivor đâu mấy ông. Đây nè, tự nhiên quanh hiến cái nằm luôn. Chu cái đít lép tẹp nè. Ồ, thì đã dính lại con mình con này mà tôi tưởng con Rebecca nằm luôn. Ê, ê. Rồi nó vừa bị thương mà nó vừa bị dính cái hiệu ứng ấy của tôi nữa. Mà nghĩ sao mà nó dám nó lại cái móc nó cứu vậy. Ây da, cái tình huống này thì cái máu ác nó nổi lên. Giờ đứng đây đợi con này qua phi 2 đi mấy ông. Có hai survivor nằm đây mà hai đứa còn lại là bị thương. Trời ơi, trời, diễn viên dại dột quá. Ui, ông móc cuối, ông không để con da đen móc đầu đi cứu. Ông dẫn xác vậy. Thôi lần sau gặp anh diễn viên em sẽ xin chữ ký của anh sao. Thôi tôi mới nhấc cha này lên rồi hai con này nó bu lại cái móc như kiến bu mỡ vậy á. Tụi này chơi vậy mà chút dám là nói tôi chơi ca mà giá vô mỏ từng con. Chú họ biết ngay mà nó me cái cửa sổ nó dòm trộm cái nhan sắc lộng lẫy của tôi. Sao vậy? Dòm trộm người ta đã rồi, người ta ra rồi chạy rồi xéo. Chết cha, chết cái cục đá này nó dày quá. Not like this. Cái cửa sổ này nó còn nói cái dáng đó nữa. Rồi xong đời rồi. Nên nhấn e trong tuyệt vọng không nói.
Yes, cái Nowhere to Hide từ đầu game giờ mới thấy có công dụng á. Trời nổ vậy không dính quê cơ vậy. Quá. Trời ơi, nó nhúng một cách điên loạn luôn. Nhúng kiểu đó vài lần giải thoát gì để đệm thấy bà nội mày nghe ăn đi. Dính à. Đấy, best unknown Việt Nam là phải thế. À, lần này cú móc tôi đã biết chạy chỗ khác heal rồi. Kìa, chạy tuốt đằng kia. Tôi định quay về là để coi tụi nó có heal dưới móc như mấy lần trước không, để hốt nguyên ổ như nãy vậy á. Mà muộn rồi mấy bạn ơi. Giờ tim mấy bạn nó bấy nhầy như tương rồi. Giờ heal dưới móc hay heal xa móc các kiểu nó cũng vậy thôi. Ê, hai bạn có thể thôi cái trò chà lưng cho nhau được rồi á. Muốn chà sao ra đây tao chà cho nè. Tao có cái cây búa này chà đã ngứa. Thấy có còn trốn á. Trò gì nữa đây trời. Chết rồi, cái cửa sổ này nó, cái tường nó dài lắm. Trời ơi, mà bắn hụt con phát. À, thấy rồi nha. Yes, kỹ năng. Con già đen chết đứng từ hải luôn rồi. Quỷ quỷ, chưa mà. À, tụi phải chém tụi nó lúc mà tụi nó vừa nhấn E xong. Cảm giác nó phê double cũng nội ơi. Trời ơi, con này nhúng người ta không được xong cái lăn ra ăn dạ. Mắc mỡ thiệt chứ. Ê, cái hầm đây nè. Rồi lẹ đi mày ơi, nó bụng quá rồi. Ok, ghi ghi anh em nhé. À, giải thích xíu cái đoạn mà ông già tại sao mà tự nhiên lại bị expo, bị one hit. Đó là tại vì ông dùng cái perk gọi là Dramaturgy nha anh em. Cái perk này là của ông Nicolas Cage luôn. Là khi mà sử dụng nó sẽ cho phép survivor chạy nhanh trong 2 giây. Nhưng mà bù lại sẽ dính các hiệu ứng phụ một cách ngẫu nhiên. Ví dụ như là được chạy nhanh thêm 2 giây nữa. Hoặc là bị expo trong vòng 12 giây. Hoặc là hét lên khơi khơi vậy đó. Và trường hợp này thì ông già ổng xui. Ông bị dính phải cái hiệu ứng phụ là bị expo trong vòng 12 giây. Đó là lý do tại sao ông bị one hit lúc đó. Rồi, giờ rồi anh em đã xem xong tập thứ 97 của series Dead by Daylight Adventure. Trời ơi, sao cái series này nó dài được tới bây giờ luôn trời. Mà tôi làm nó mà tôi ngỡ ngàng luôn ấy. Tập thứ 97 sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn anh em vì đã dành thời gian theo dõi. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế. Bye.